Cuộc đời có những ngã rẽ, cuộc tình cũng có những ngã rẽ. Em yêu anh hay yêu ai? Có lẽ là em yêu anh nhiều nhất, cho nên em mới chọn anh để chung sống. Đi trong hẻm vắng, em có biết là anh đang nghĩ gì hay không? Anh nước mong giống như là trong cine, có mấy thằng du đảng nhảy sợ để mà nó bắt cóc em. Lúc đó thì anh nhất định sẽ phóng ra đá tụi nó và đuổi tụi nó chạy mất. Em mới lại mạnh dội. Ngày mai anh sẽ ra đi. Anh có coi phim Người Tình chưa? Người Tình? Phim Ba Người Tình? Phim kể về một người con gái có tới ba chàng trai, và ba người này đều rất là yêu cổ. Cả ba, mỗi người đều có một nét và đều rất là dễ thương. Lần này anh đi, chắc vài năm nữa mới về. Anh đi đâu? Anh đi tàu đánh cá. Sao anh lại đi bỏ em? Chính vì vậy cho nên cổ đã yêu hết ba người. Còn em thì sao? Anh hỏi gì? Còn em thì em yêu ai? Hả? Em cũng yêu hết ba người. Em thiệt tham lam. Sao em anh buồn lắm? Nhưng mà anh quá nghèo, lại ít học, ở đây làm gì để sống? Đi biển một vài năm, hy vọng có được một chút tiền. Kiếm tiền? Anh cần gì phải kiếm tiền? Anh chưa biết để làm gì, nhưng không có tiền thì mình khổ lắm. Chuyện phim nào cũng phải đến hồi kết thúc. Vai nữ chính cũng phải chọn một người làm chồng, và với em người làm chồng chính là anh. Anh đừng đi, ở lại với em đi nha. Em cứ yên tâm mà chờ anh. Anh đi vài năm sẽ về mà, chừng đó có tiền nữa. Thanh Sử, anh rất yêu em. Anh rất là yêu em. Nhưng Thanh à, đừng làm khó em. Thanh Sử, Đồng Thức và Đinh Thập, họ sẽ giận anh nếu như hai người họ biết được chuyện này. Thanh Sử, sao lại như vậy? Đồ du đảng, đồ lưu manh, anh tưởng hình là ai mà lại dám đánh tôi? Cho dù là có chậm nhưng còn hơn không. Tôi đã dứt khoát rồi. Dù buồn, dù đau, nhưng mà vẫn phải dứt khoát thôi. Mặc cho ai muốn đi sau cũng được. Tôi phải sống cho mình, phải sống cho chính mình. Nếu mà cô muốn hạnh phúc, cô nên tìm một người đàn ông bình thường mà yêu, không phải là Đồng Thức. Tất cả những người đàn bà mạnh mẽ như cô trên cuộc đời này rất là đau khổ. Hả? Vì họ tin rằng
họ có thể trị được những con mãnh thú. Cho nên họ cứ đi tìm những con mãnh thú đó để yêu. Nhưng rồi cuối cùng thì họ lại bị những con mãnh thú đó quay đầu lại để ăn thịt họ. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Đồng Thước, tôi đã cực khổ với anh, đừng bắt tôi đau khổ nữa. Lúc trước chuyện với ba người, anh, Đinh Thạch và Dương Thanh, cuối cùng tôi đã chọn lấy anh để làm chồng. Rồi em có ân hận khi đã chọn anh làm chồng hay không? Đó là ân hận lớn nhất trong đời của tôi. Anh xin lỗi em, nhưng tội làm anh phải gánh chịu. Im đi, Đinh Thạch đã chết rồi, anh có ở tù thì anh cũng không sống lại. Anh hãy suy nghĩ lại đi. Anh đã suy nghĩ rất kỹ. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ anh đừng có nghĩ tới mẹ con tôi nữa. Đinh Thạch, tao như mày trước sau thì vẫn là bạn bè thân với nhau. Bất cứ chuyện gì cũng có thể hiểu nhau, đừng có làm lớn chuyện sao? Được thôi, vậy thì cứ giống như ngày xưa, mình cá với nhau đi. Cá cái gì? Mày muốn cá cái gì? Tùy mày. Thì cái mà tao và mày cùng muốn. Ý của tao muốn nói là cái mà tao với mày đang đeo đuổi. Ok. Em cứ yên tâm, đối với anh, anh lúc nào cũng coi Đông Thức là bạn mà. Nếu như có thể nhịn được nó thì anh nhất định sẽ nhìn nó. Em yên tâm, em cứ về mà lo cho Đông Thức đi. Kể từ giây phút này, anh là người sống tôn trọng pháp luật. Đi đi. Anh đánh cả với Đinh Thạch, anh thắng nó, nhưng bây giờ anh thiếu nợ của nó, cho nên phải trả cho nó đầy đủ. Buông ra! Các người thật là tàn nhẫn quá. Các người đem tình yêu của tôi ra để mà đánh cá, đánh cá bằng chính máu và mạng sống của các người, phải không? Các người cho dù người nào thắng hay là người nào thua thì máu và nước mắt của tôi cũng đều chảy, vì tôi yêu cả hai người.
Hay giờ đã thì cái bài đó khó muốn chết luôn. Hay giờ cái bài đó khó quá. Hay nè tụi bay, mấy con ghệ này hát thiệt là hay chứ. Nè thằng kia, mau gậy nút áo lại. Ông không phải là thầy giáo của chúng tôi nói nhiều làm gì? Nè, giả mặt nói như thầy vậy á. Xin chào, đã sao hả? Mấy cô nhỏ đây đẹp thiệt ha. À, xin chào. Tụi mình đi về. Ờ, đi về. À, đi về. Hơi mệt quá. Tạm biệt. Xin chào, gặp sau hả? Xin chào. Tối nay có chỗ nào đi chơi hay không? Đinh Thạch. Cái gì? Đừng có bỏ cuộc. Bỏ cuộc gì? Thi đấu võ đài. Ồ, tưởng là cái gì chứ? Cố gắng lên. Đừng có nản lòng. Nản lòng vào lúc này thì nghĩa là thua cuộc. Nhìn thẳng tới trước mà đi. Mày nhất định sẽ là một tay đấu quyền anh rất chuyên nghiệp. Dương Thanh, từ ngày chơi quyền anh, tao đã ngộ ra được một điều. Mày ngộ ra? Mày ngộ ra được điều gì? Đó là khi lên võ đài. Nên nhớ, không phải bộ óc điều khiển cú đấm, mà là phản xạ cơ thể. Như vậy mới có thể điều khiển cú đấm một cách nhanh hơn. Nếu đời não phân tích và hạ lệnh cho mình thì mình đã bị đấm bể mặt. Ngộ được điều này tao nản quá.